Xin chào các bạn khán giả thân mến của chương trình Hành Trang Học Đường. Các bạn thân mến, đi lễ chùa đầu năm để cầu an là một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện nay trong những ngày đi lễ chùa thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những cái cách hành xử cũng như là những cái hành vi không đẹp và kém văn minh. Vậy thì làm thế nào để ngăn chặn được những cái hành vi như thế này? Vậy thì trong chương trình Hành Trang Học Đường ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm câu trả lời với chủ đề cách ứng xử văn minh khi đến những nơi tâm linh. Trong tâm thức của người Việt, đền chùa là những nơi linh thiêng, đi lễ chùa đền để dâng hương cầu an là một trong những nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam. Lễ hội hay những dịp mùng 1, ngày rằm hàng tháng là lúc những đền chùa thu hút rất đông người đến dâng hương ngắm cảnh. Đó là một phong tục đẹp có từ ngàn đời nay. Tuy nhiên bên cạnh những người đến chùa với đúng nghĩa lễ Phật, học chánh pháp, hành thiện tích đức thì cũng không ít người đến chốn cửa thiền làm những điều trái giáo lý nhà Phật, ngược với thuần phong mỹ tục. Ăn mặc hở hang, thắp nhiều hương, khắc tên lên cây, lên đá, dùng tiền xoa vào tay Phật và tượng, chen chúc để xin lộc. Đi lễ hội đền chùa dễ dàng bắt gặp dịch vụ khấn lễ thuê, cúng thuê, đội lễ thuê trên băng băng giữa biển người đông nghịt, quả là đáng sợ. Sự thiếu hiểu biết về đạo Phật, sự méo mó của văn hóa ứng xử nơi công cộng, những nơi đền chùa linh thiêng đang diễn tiến với mức độ ngày càng trầm trọng. Mọi việc cứ đến hẹn lại lên, làm nóng dư luận được một thời gian rồi lại chìm xuống, chẳng ai buồn quan tâm chỉnh sửa. Chỗ chùa chiền là nơi tâm linh ấy, thì mình phải ăn mặc cho nó lịch sự kín đáo, nhưng mà nhiều bạn trẻ hiện tại thì chung là cũng theo tư tưởng bây giờ ấy, phóng khoáng. Hành xử ăn nói cũng thế, là mình thấy là kiểu nói nhiều câu nói tục ấy. Không được lịch sự văn hóa cho lắm. Chỉ có nhiều người bạn trẻ là đến, và thứ nhất bạn đi theo kiểu phong trào, đi cầu nguyện để làm những cái điều như là cho mình giàu có. Nhưng các bạn không hiểu, chưa hiểu hết được, thì bạn ăn vận, các bạn chưa biết rằng là đến những nơi tôn nghiêm mình phải như nào cho đúng. Các bạn trẻ nếu như mặc y phục phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, đúng theo mục đích của mình. Mình đi chùa là nữ giới thì phải ăn mặc một là áo dài dân tộc hay là áo dài theo quy cách y phục của tôn giáo. Ba nữa là nếu như mà mình không mặc được y phục cổ truyền hoặc áo nghi thức tôn giáo thì cũng phải ít nhiều là phải ăn mặc cho nó kín đáo. Và để trò chuyện cùng Hương Thảo trong chương trình Hành Trang Học Đường ngày hôm nay thì xin giới thiệu Thạc sĩ chuyên gia tâm lý giáo dục học Nguyễn Văn Minh. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia giao lưu cùng khán giả của chương trình Hành Trang Học Đường ạ. Thưa Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, anh có thường đi đến những nơi như là đền chùa không ạ? Thực ra là đi chùa thì là để cầu may mắn, đi để cầu cho gia đình rồi cho bản thân là luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Đến những cái nơi tâm linh như thế thì có cái những cái hành vi nào mà anh thấy là không đẹp ạ? Có nhiều chứ. Hành vi mà không hợp thì đầu tiên đó là cái sự ăn mặc phản cảm. Nó thường là tập trung vào những bạn trẻ, nhất là nữ giới, mà thường là ăn mặc váy ngắn hoặc là áo dây hở hang để đi vào trong chùa. Người ta gọi là hành vi cấm kỵ khi vào chùa. Một là hiện nay chúng ta thấy rằng là người ta đi chùa để cầu, và thường là đến những ngôi chùa rất cổ và nó thường nằm ở các vùng quê, thì đến đó thì rõ ràng là nó thể hiện đúng cái tính chất của người đi lễ chùa. Đấy, còn những cái hành vi thứ hai đó là người ta gọi là đi vãng cảnh chùa. Thì vãng cảnh chùa thì nó xảy ra cái hiện tượng mà giống như chúng ta nói, đó là vào chùa để mà khắc tên nọ kia, thì cái đấy cũng là một hành động không đúng. Thế còn cái hình thức mà chen lấn xô đẩy để vào lễ chùa thì sao ạ? Cái chen lấn xô đẩy này thì cũng xảy ra thường xuyên tại chùa. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến, nhất là cái việc đầu năm mà chúng ta đi chùa Hương chẳng hạn. Ai cũng muốn chen vào trước, không ai chịu nhường. Đấy, nó mới dẫn đến hệ lụy như vậy.
Nếu như chúng ta thực sự có văn hóa, chúng ta đi lễ chùa như vậy thì chúng ta sẽ không còn cái cảnh tượng mà chen lấn xô đẩy như vậy ở trong chùa. Vâng, vậy thì các bạn học sinh giờ sẽ có những cái suy nghĩ như thế nào trước những cái hành xử mà thiếu văn minh của những người khác mà các bạn ấy nhìn thấy tại những địa điểm tâm linh? Thì mời quý vị và các bạn cũng như là thạc sĩ Nguyễn Văn Bình, chúng ta hãy cùng theo dõi những cái chia sẻ sau đây. Em cũng đã từng được gặp những cái trường hợp mà ăn mặc phản cảm khi mà đi đến những cái nơi tâm linh, ví dụ như chùa hay đền. Thường thì có những bạn nữ sẽ ăn mặc hơi ngắn và không được phù hợp với những nơi tâm linh như vậy. Thì trong những trường hợp như thế thì em thường là nói nhắn với các bạn ấy, ví dụ như là mình không nên đi sâu ở bên trong, hoặc là nên lựa chọn những cái trang phục nó phù hợp hơn để những lần sau mà tới những nơi tâm linh như thế thì ăn mặc kín đáo hơn và phù hợp hơn. Trước đây thì em đã từng được đi du lịch bên Thái, và khi ở bên đấy thì nó là, người ta gọi đấy là đất nước chùa vàng. Đấy là một cái nét đặc trưng của nước Thái. Cho nên là khi mà nhiều khách du lịch sang thì họ thường ăn mặc hơi phóng khoáng một chút. Thì ở bên đó họ có một cái giải pháp dành cho những cái vị khách du lịch này, đó là nếu mà họ ăn mặc quá ngắn hoặc là chưa phù hợp thì sẽ phát cho họ những cái gọi là những cái váy dài để họ trùm ra bên ngoài, để họ có thể thoải mái đi đến những cái tâm linh như vậy với bất kỳ một loại trang phục nào. Và em nghĩ là đây cũng là một cái giải pháp mà chúng ta nên áp dụng ở Việt Nam. Em thấy là em cũng khó để nói với người ta, nhưng mà em nghĩ là các nơi, các đền, các chùa thì người ta cũng có quy định, thế nên là mọi người đều phải có ý thức. Các chùa cũng nên là có một cái mấy tấm vải dài dành cho những cái người mà mặc quần áo như thế rồi người ta quấn để đi vào. Có những cái người mà họ ăn mặc hơi bị phản cảm, ví dụ như là mặc váy ngắn này, quần short này, quần rách này, hay là họ trang điểm khá là đậm khi mà đi chùa, rồi là họ cười nói chung là hơi bị vô duyên một chút. Mỗi người nên tự ý thức cho mình này, và thêm nữa là nên tuyên truyền cho họ biết về không nên như mặc như thế là khá phản cảm những nơi mà linh thiêng như vậy. Thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, khi mà nhìn thấy những cái hành động không đẹp, thiếu văn minh thì nhiều bạn trẻ sẽ có cái tâm lý là bạn ấy sẽ bỏ qua và coi như chỉ nhìn đấy để biết thôi. Anh nhận định như thế nào ạ? Mọi người thì thường có một cái tâm lý đó là gì? Mình cũng đi chùa và họ cũng đi chùa. Nhiều khi thì thôi kệ, mình cứ bỏ qua cho qua để khỏi phải nhiều khi nhắc nhở, lại trở thành một cái gọi là ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Cho nên là ai cũng nghĩ như vậy, dẫn đến cái hệ lụy đó là vẫn có những cái trường hợp như vậy xảy ra ở trong chùa. Vậy thì cái việc giáo dục tư tưởng cho các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn học sinh, các bạn trẻ trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay đối với vấn đề ứng xử ở những nơi tâm linh là vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Vậy thì anh có lời khuyên nào cho các bạn học sinh để các bạn ấy có những cái hành xử, những cái cách ứng xử đúng đắn ở những nơi tâm linh? Văn hóa lễ chùa là một trong những cái văn hóa đặc trưng của người Việt, và cách thức của chúng ta đi lễ chùa thì hiện nay nó đang bị phân tán thành những cái nhóm như thế. Và đặc biệt chúng ta phải biết tới những cái điều cấm kỵ khi mà đi lễ chùa. Điều cấm đầu tiên đó là gì? Khi lễ chùa thì thứ nhất là không ăn mặc hở hang. Cái thứ hai là khi lễ chùa thì tuyệt đối không được đốt vàng hương. Bởi vì theo quan niệm của Đạo Phật thì đốt vàng hương, người ta chỉ đốt vàng hương cho cô hồn dã quỷ thôi, chứ không có vàng hương nhà chùa, các Phật thì không tiêu với vàng. Đó. Cái thứ ba nữa là gì? Tuyệt đối là không được để tiền lẻ, giải tiền lẻ lên bàn thờ Phật, giải tiền lẻ lên tay của Phật, rồi xuống giếng nhảy hẳn lên tượng Phật để chụp ảnh. Thì đấy là những hành vi rất là phản cảm, và chúng ta nên tránh những hành vi đó, nhất là các bạn trẻ. Bởi vì là chúng ta nếu mà chưa biết thì chúng ta cần hỏi bố mẹ, hoặc là nhất là hỏi ông bà, hỏi bố mẹ và hỏi những người biết. Thậm chí là trong cái giáo dục thì thầy cô cũng nên nói với học sinh. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Minh đã nhận lời tham dự giao lưu cùng khán giả của chương trình Hành Trang Học Đường ngày hôm nay. Các bạn khán giả thân mến, dù là ở nhà, ở nơi công cộng hay là những địa điểm tâm linh như là đền chùa thì hãy ứng xử một cách có văn minh nhé. Còn chương trình Hành Trang Học Đường ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
các bạn học sinh sinh viên cần trang bị cho mình những kiến thức để nhận thức đúng về các di tích lịch sử, về những giá trị của lễ hội và về văn hóa dân gian. Các bạn cần hiểu được những giá trị lịch sử, biết thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa, tâm linh tín ngưỡng. Trang phục lịch sự gọn gàng, tiện lợi, tránh rườm rà gây vướng víu, không hở hang, không chen lấn xô đẩy, không gây ồn ào, đốt vàng mã thắp hương theo đúng nội quy, không nên đi giải tiền trên tất cả bàn thờ, đặt vào tay tượng, tuyệt đối không được tự ý lấy sử dụng hoặc mang bất kỳ đồ đạc gì của đền chùa về làm của riêng. Hãy là người ứng xử văn minh trong những hoạt động văn hóa.